Câu hỏi của Kim Thùy. Khi ngồi thiền, con nương theo bài chú Đại Bi để cột tâm, như vậy có được không? Dĩ nhiên là được, nhưng không cần thiết. Chúng ta nên nhớ thiền thì có nhiều trường phái. Thầy chỉ muốn khuyên quý vị tập trung vào thiền của Đức Phật, bao gồm mà thiền chỉ, Samatha, Phavana để đạt được định, và thiền quán, Vipassana, Samatha để mở được trí tuệ. Thiền chỉ thì gồm có 40 đề mục, và thiền quán thì có 4 đề tài, đó là làm chủ thân thể, cảm giác, tâm và các pháp. Thì chùa Giác Ngộ có ấn tống cả các tác phẩm này, có ấn tống các tác phẩm này. Quý vị có thể đến văn phòng của Quỹ Đạo Phật Đà Nẵng để đón nhận hoàn toàn miễn phí. Gồm có cái quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, rồi quyển Thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm, rồi quyển Thiền Định, rồi có 40 đề mục. Thì việc mà đọc các tác phẩm hướng dẫn về thiền như vậy đó, thì các bạn sẽ thực tập đúng với những gì Đức Phật đã dạy. Cho nên đang ngồi thiền thì chúng ta nhớ đó, nó có về thân đó, thì có những thứ để chúng ta quan tâm. Thứ nhất đó, là làm chủ hơi thở. Thứ hai đó là làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi. Thứ ba đó là làm chủ ý niệm liên hệ đến cái sự vận động của thân. Còn đối với cảm xúc thì để làm chủ, chúng ta cũng mượn hơi thở để làm cái neo cột cảm xúc lại, rồi an trú tâm lại và an trú các ý niệm lại. Chứ đừng nên dùng cái câu thần chú để mà thực tập thiền, hai cái đó lạc quẻ. Thần chú nó thuộc về mật tông và nó có cái khuynh hướng là hứa hẹn về cái tính thần bí, tính mầu nhiệm, cầu cái gì được cái đó. Còn đang khi thiền đó thì liên hệ đến cái tính tự lực. Mặc dù trong rất nhiều bài giảng thì thầy đã nhiều lần nói đó, thực tập tụng trì thần chú mà không có cầu nguyện thì bản chất nó cũng là một cái thiền chỉ, tức là mượn câu thần chú để an trú tâm là thiền chỉ. Nên giá trị cao nhất của thiền của trì thần chú và niệm danh hiệu Phật đó là đạt được thiền chỉ. Mà thiền chỉ đó là một cái phần đầu của tu tập thiền thôi. Như tôi đã nói trong câu hỏi đầu đó, câu hỏi nãy đó, người tu tập thiền theo Đức Phật là phải gồm có hai phương diện. Đầu tiên là tu tập thiền chỉ, sau đó là phải tu tập thiền quán. Tu tập thiền quán để mở trí tuệ, mà trí tuệ mới là giá trị cốt lõi, chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ và niềm đau.